Nhà ngọc Imadao, khu vực được xem là nơi nguy hiểm nhất thế giới One Piece cả về vị trí địa lý của nó, cũng như việc đang giam giữ những kẻ nguy hiểm nhất. Thành trì được xây dựng dưới đáy đại dương và nổi lên như một pháo đài bất khả xâm phạm mà chỉ chính quyền thế giới và lực lượng hải quân mới có quyền đi vào. Là một trong ba công trình chiến lược quan trọng được xây dựng làm lá chắn bảo vệ để kiểm soát thế giới của các Thiên Long Nhân. Đây là những từ miêu tả chính xác cho khu vực được xem là khó tiếp cận nhất nếu như ai có đủ liều lĩnh để đột nhập vào. Trong tất cả các kỳ quan trong One Piece, có những vương quốc vĩ đại được xây dựng trên đất liền, những thành phố bay lơ lửng nằm lọt thỏm trong những đám mây khổng lồ, hoặc những hòn đảo nằm sừng sững trên những vách đá treo leo. Nếu như không tính đảo người cá, cho đến giờ chỉ có duy nhất một kỳ quan do con người tạo ra được biết là nằm hoàn toàn dưới đáy đại dương mà không có sự liên kết với bất kỳ hòn đảo nào. Đó là nhà tù an ninh khổng lồ Imbadao, nó dành cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Mọi người đã quá quen với sự hiện diện của nó, tuy nhiên đằng sau nó vẫn còn nhiều bí ẩn mà không phải ai cũng hiểu rõ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Yoro Fai đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ về hệ thống nhà ngục vĩ đại Imbadao, công trình khổng lồ đáng tự hào của chính quyền thế giới. Cùng bắt đầu thôi nào. Vị trí Imbadao là một công trình kiến trúc có hình dạng tháp với nền móng nằm dưới thềm đáy đại dương, được xây dựng trong vành đai tĩnh lặng bằng vật liệu đá nước biển ngăn chặn những loài vua biển. Vì đây là nơi cư trú của loài vua biển, Imbadao được chính những loài quái vật biển khổng lồ bao quanh. Chính vì vậy nhà tù được canh giữ bởi lực lượng quản ngục và cả những loài vua biển ngăn cản bất kỳ ai muốn tiếp cận. Để có thể vào đây chỉ có thể dùng dòng hải lưu Tarai do chính quyền kiểm soát mở ra mỗi khi muốn giam giữ những tên tội phạm. Vì vậy nhà tù nằm ở vị trí tách biệt với toàn bộ thế giới, nơi không phải ai cũng có thể đến được. Thậm chí người ở đây cũng không thể đi ra nếu chưa có sự cho phép của hải quân. Nguồn thức ăn cung cấp ở đây phụ thuộc vào việc săn những loài quái vật biển xung quanh do loài thú giống khỉ Blugori kiếm được. Đây là một loài khỉ đột màu xanh có sức mạnh thể chất tốt, sử dụng rìu chiến và nằm dưới sự chỉ huy của Sadet. Vì đây là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, chính quyền thế giới xây dựng Imbadao với mục đích thị uy, răng đe và giam giữ mãi mãi những tên tù nhân khỏi thế giới. Mỗi khi các tù nhân đến đây, trước khi bị giam giữ sâu song sắt, họ sẽ trải qua nghi thức rửa tội được gọi là Hell Hot Tub. Đây là hình thức các tù nhân bị đưa vào nước sôi để khử trùng. Trong khi hầu hết đều phải hét lên đau đớn vì nhiệt độ quá nóng, thì chỉ một số tù nhân được biết là không hề nao núng khi phải trải qua hình thức chào đón như vậy. Điển hình là Bogus DA, cựu thức vụ hải Shinbei và Crocodile. Đây cũng là một hình thức tra tấn dựa vào mô tả hình phạt trong các tầng địa ngục của sử thi. Kết cấu Imbadao là một kiến trúc khổng lồ với phần nổi trên bề mặt là tầng điều hành, gồm phòng điều hành dùng để kiểm tra quan sát một khi có người vào đây, một phòng thí nghiệm y tế trong trường hợp cần thiết và một phòng máy phát điện để điều khiển toàn bộ hệ thống trong Imbadao. Tất cả đều được giám sát thông qua Dendenmushi. Con ốc truyền tin này được gắn dây đặc trong Imbadao đảm bảo không một con ruồi nào có thể lọt vào đây được. Nó giam giữ những tên tội phạm được chia làm 6 tầng tùy theo mức độ nguy hiểm của tù nhân, chủ yếu được xác định bằng số tiền chi nã của chúng. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ tùy theo độ nguy hiểm của tội phạm mà cân nhắc giam giữ ở các tầng khác nhau. Mỗi tầng sẽ có hình thức tra tấn đặc thù, càng xuống sâu nhà ngục, các cuộc tra tấn càng trở nên tồi tệ hơn. Sự phân chia cấp bậc này được xem là dựa vào khái niệm hình phạt cho tội lỗi của con người khi vào địa ngục theo văn hóa một số nước trên thế giới. Tầng 1, địa ngục máu là cấp độ đầu tiên nơi giam giữ những tên tội phạm có mức độ nguy hiểm thấp nhất. Tất cả đều bị dồn vào phòng giam nhốt chung nhiều người. Tuy nhiên hình phạt ở đây cũng không hề dễ dàng. Tầng 1 là nơi chứa một khu rừng cây lá đỏ. Lá của cây này được gọi là Kenzu sắc như lưỡi dao, trong khi đó cỏ trên sàn là Hyperisu có nhiều gai nhọn như kim. Tại đây các tù nhân bị tra tấn bằng cách buộc phải chạy xuyên rừng trong khi bị chi đuổi từ những con nhện độc và lính canh. Họ phải trải qua nhiều đau đớn và bị chém từ mọi hướng. Chính vì vậy khu rừng này thấm đẫm máu và tạo ra màu đỏ đặc trưng của tầng 1. Sau trong khu rừng là một cái hố dẫn đến tầng 2. Đối với những người không thể chịu đựng nổi những cơn đau do bị cắt sẽ lựa chọn nhảy xuống tầng dưới. Tuy nhiên điều này còn đáng sợ hơn địa ngục mà không phải ai cũng sẵn sàng mạo hiểm. Tầng 1 là nơi giam lỏng các tù nhân. Lính gác ở đây đa phần là bọn Blugori được nhắc từ trước. Một số tù nhân ở đây có Zingoi và băng hải tặc Buggy. Tầng 2, địa ngục quái thú là cấp độ thứ 2 của Imbadao. Buggy đã nhận xét các tù nhân bị giam giữ ở đây đều ở mức chi nã từ 15 triệu Bailey đến dưới 50 triệu Bailey. Nơi đây chứa nhiều loài thú dữ được thả rong ở khắp hành lang nhà tù. Chúng nguy hiểm đến nỗi các tù nhân thường mất cả ý chí và từ chối trốn thoát ngay cả khi phòng giam của họ đã được mở khóa. Một số loài quái vật ở đây gồm Berserker Scorpion, loài bọ cạp cực độc có thể liên kết với nhau để tạo thành một sinh vật giống rết khổng lồ, và Manticores, một loài sư tử ăn thịt có khuôn mặt người. Chúng sẵn sàng nuốt chửng con mồi hoàn toàn kể cả xương. Đặc biệt chúng có khả năng bắt chước tiếng người tạo nên một cuộc rượt đuổi đầy hài hước. Trong số những con thú ở đây có hai con có kích thước khổng lồ là Basilisk và con trùng tần Sphinx. Kích thước của Sphinx lớn hơn đáng kể và nguy hiểm hơn nhiều so với những con thú khác. Sức mạnh của nó đủ khả năng phá vỡ sàn và tạo nên một lỗ thủng thông với các tầng phía dưới. Tất cả những con quái thú ở đây đều trở thành kẻ canh gác của tầng 2. Thậm chí binh lính cũng không muốn đi tuần tra khu vực này. Một số tù nhân ở đây có Gardino và Argentina. Tầng 3, địa ngục đói khát. Đây là nơi giam giữ những tên tội phạm có mức chi nã từ 50 triệu Bailey trở lên. Ở địa ngục này, tù nhân sẽ cảm nhận được sức nóng bốc lên từ tầng dưới.
Khu vực ở đây thậm chí không cần đến canh vì những tù nhân đều đã bị bỏ đói và chết khát đến kiệt sức. Tất cả đều trong tình trạng gần như cận kề cái chết vì không được ăn trong thời gian dài. Thậm chí bị cắt nóng ở đây được đồn là do sự phân hủy từ xác các tù nhân bị bỏ mạng. Ở giữa tầng 3 là một lỗ lớn dẫn thẳng tới tầng 4 kết hợp với một chiếc quạt khổng lồ ngay dưới lỗ. Đóng vai trò là một hệ thống điều hòa thổi hơi nóng gây ra tình trạng mất nước ở đây. Một số tù nhân ở đây có Mr. Hyde, Bob Clay. Tầng 4, địa ngục rực lửa. Đây là tầng thường xuyên được dùng để tra tấn các tù nhân. Ở tầng này có một hồ bơi chứa đầy máu sôi được nấu liên tục bởi một biển lửa rực cháy, khiến nhiệt độ ở đây luôn ở mức nóng kinh khủng. Sức nóng ở đây thuộc một cấp độ hoàn toàn khác, đủ để hơi nóng tỏa ra từ nó làm vắt kiệt không khí ở tầng 3. Hình thức tra tấn phổ biến nhất là bị ném vào nồi máu sôi khổng lồ hoặc làm lao động khổ sai bằng cách mang những khúc củi khổng lồ để giữ cho biển lửa luôn cháy. Những tên lính ghét ở tầng này phải mang đồ bảo hộ để tránh bị thương bởi sức nóng dữ dội của nó. Các tù nhân trong Immerdal thường xuyên phải xuống đây để làm lao dịch hoặc chịu hình phạt cho tội lỗi của mình. Một số tù nhân ở đây có Mr. One, Dustborn. Tầng 5, địa ngục băng giá. Là nơi giam giữ những tên tội phạm có mức chi nã trên 100 triệu Bailey. Trái ngược hoàn toàn với tầng trên, toàn bộ tầng 5 là một tủ đông khổng lồ. Nhiệt độ ở đây đủ làm đóng băng cả cơ thể, khiến các bộ phận vỡ vụn như đá băng. Thức ăn được cung cấp ở đây cũng không thể tiêu thụ vì bị đóng băng hoàn toàn. Chỉ có những con sói tuyết mới có thể thích nghi ở đây được. Đây là loài thú săn mồi theo đàn từng được nuôi để bảo vệ tầng 2. Tuy nhiên vì chúng tỏ ra quá tàn bạo, thậm chí săn cả những con thú khác, bao gồm Sphinx và Basilisk. Cuối cùng chúng đã được xuống đây và đi lang thang săn mồi những tội phạm xấu số ở tầng 5. Vì nhiệt độ ở đây luôn trong mức đóng băng, những con ốc truyền tin cũng không thể hoạt động được. Chính vì vậy mỗi khi tù nhân ở đây bị biến mất một cách bí ẩn, lính gác tin rằng tội phạm đã bị những con sói ở đây xé xác và ăn thịt. Một số tù nhân ở đây có Cairo Curio, Kinoko và Luffy. Tầng 5.5, vùng đất New Kama. Là một tầng bí mật nằm giữa tầng 5 và tầng 6, nơi cư trú chủ yếu là các tù nhân Okama bị biến mất ở tầng 5. Được kiến tạo lại thành một tầng phụ từ năng lực trái ác quỷ Oshinomi, có khả năng định hình lại cấu trúc mặt đất, trái ác quỷ sở hữu bởi người khổng lồ Morley. Hơn 100 năm trước, Morley đã là một tên cướp biển bị đưa vào Immerdal, tuy nhiên anh ta đã thoát ra khỏi nhà tù nhờ vào năng lực trái ác quỷ của mình, trở thành người đầu tiên vượt khỏi nhà tù vĩ đại. Sau này Morley trở thành chỉ huy đội quân phía Tây của lực lượng cách mạng. Cho đến giờ, lực lượng an ninh chưa hề biết đến sự tồn tại của vùng đất New Kama, cũng như sự thật về người đầu tiên có thể thoát ra khỏi nhà tù kiên cố Immerdal. Nơi đây còn được gọi là thiên đường Okama vì tất cả Okama và tù nhân ở đây đều được chào đón nồng nhiệt. Họ tiệc tùng và vui chơi mọi lúc. Rõ ràng ở đây có những lối đi bí mật dẫn tới các phòng trong Immerdal. Chính vì vậy tù nhân ở đây có đầy đủ mọi vật dụng, thức ăn, thậm chí có thể truy cập về hệ thống giám sát chính của các cai ngục để có thể theo dõi tường tận hành trình đột nhập của Luffy nhằm giải cứu người anh trai Ace. Đứng đầu tại đây là nữ hoàng Invancott, chỉ huy đội quân ở đại hải trình của quân cách mạng. Tuy nhiên sau 2 năm kể từ sau cuộc giải thoát hàng loạt tù nhân của anh Lù, vùng đất New Kama đã được người bạn thân thiết Bethan lãnh đạo, trở thành nữ hoàng Okama mới của tầng 5.5. Tầng 6, địa ngục vĩnh cửu. Đúng như tên gọi của tầng dưới cùng của Immerdal, đây là nơi giam giữ những tù nhân có sức mạnh nguy hiểm nhất bị kết án tử hình hoặc chung thân. Nói chính xác các tội phạm bị giam giữ ở đây đều là mối đe dọa cho cả thế giới. Chúng cực kỳ tàn bạo và được xem là đã bị xóa sổ khỏi lịch sử nếu như bị đưa xuống đây. Đó là một nơi tối tăm lạnh lẽo, tù nhân ở đây chỉ đánh đập tra tấn mỗi ngày thay cơm. Tuy nhiên ở đây chứa chấp toàn những kẻ mốt lạnh lì lợm. Chúng là nỗi khiếp đảm sẵn sàng thách thức với cả các thứ hoàng, là những kẻ nguy hiểm nhất đủ làm ảnh hưởng đến cả thế giới. Việc tra tấn cũng không thể khiến những tù nhân ở đây giảm ý chí. Chính vì vậy địa ngục vĩnh cửu là nơi chôn vùi tất cả tên tuổi của chúng mãi mãi. Cựu quản ngục trưởng Magellan là người duy nhất có thể đem đến nỗi sợ hãi cho các tù nhân ở đây bằng cách sử dụng độc dược từ trái ác quỷ Dokudokunomi. Năng lực gây tê liệt mạnh, ăn mòn khắp cơ thể khiến người dính độc phải chịu đựng nhiều nỗi đau bào mòn thể xác nhiều lần trước khi bị tử vong. Một số tù nhân tên tuổi ở đây có Doflamingo, Dopey Iparanpo, người khổng lồ Doha Itanka, sư tử vàng Siki, thảo quyền Borges D.A., cựu thức vụ hải Jinbei, cựu thức vụ hải Crocodile, Siru Mưa, huyền nghiệt thú Katarina Devon, chiến hạm khổng lồ Sanzo Wood, đại say sỉnh Vasco Sok, vua thối nát Avalo Bizarro. Ngoài ra còn một số nhân vật xuất hiện không chính thức trong ngoài chuyện. Các bạn có thể theo dõi thêm từ những tập phim lẻ trong anime One Piece. Lực lượng an ninh. Lực lượng an ninh của Immerdal thuộc đội quân riêng biệt gọi là đơn vị Bazooka, trực thuộc dưới quyền kiểm soát của chính quyền thế giới và liên kết với hải quân. Trước đây Immerdal nằm dưới sự quản lý của cựu quản ngục trưởng Siriomur. Tuy nhiên vì sở thích giết tù nhân vô tội vạ của mình, hắn đã bị kết án thành tội phạm và giam giữ ở tầng 6. Quyền quản lý sau đó thuộc về quản ngục trưởng Magellan, kẻ có sức mạnh đủ để dẹp tan cả băng hải tặc Râu Đen chỉ trong một đòn. Tuy nhiên sau 2 năm kể từ việc để trốn các tù nhân, phá vỡ hệ thống an ninh nhất thế giới, hắn bị cách chức làm phó quản ngục trưởng và nhường vị trí lại cho Hannibal lên nắm quyền. Ngoài ra còn có trưởng gác ngục Domino chỉ huy đơn vị Bazooka, trưởng gác ngục Sades chỉ huy bọn Plugori và trưởng gác ngục Sadi chỉ huy năm gác ngục quái thú Zayla. Chúng là những sinh vật đáng sợ nhất của Immerdal mà giá quỷ hệ Giang đã được thức tỉnh. Vì vậy khả năng phục hồi và sức mạnh của chúng đều vượt xa các loại quái thú trong Immerdal.
Mặc dù có vẻ ngoài hài hước và vô hại, tất cả chúng đều là những sinh vật tàn bạo với các tù nhân. Nhiệm vụ của chúng là đánh đập dã man và tra tấn các tù nhân cho đến chết. Bao gồm Minotaurus có hình dáng một con bò, Minohinoceros có hình dáng một con tê giác, Minocola có hình dáng một con gấu túi cola, Minozebra có hình dáng một con ngựa vàng, và cuối cùng là Minochihuahua được bổ sung vào đội gác ngục quái thú sau này có hình dáng một con chó Chihuahua. Với một đội quân dày đặc phân bố khắp các tầng cùng hệ thống an ninh giám sát mọi kẽ hở, lẽ dĩ nhiên chính quyền luôn tự hào về mức độ an ninh tại đây, được xem là nơi bất khả xâm phạm. Chính quyền thế giới tin rằng thất bại duy nhất của bọn chúng là để tinh hải tặc huyền thoại sư tử vàng Siki trốn thoát khỏi Imbadao. Sự thật thì chính Morley là người đầu tiên đã trốn thoát thành công mà chưa từng ai biết đến. Nhưng việc Ruffy liều lĩnh đột nhập thành công vào nhà ngục Imbadao mới trở thành nỗi thất bại lớn nhất của chính quyền từ trước tới nay. Để sổng ra hàng loạt những tên tội phạm nguy hiểm nhất gây ra nỗi khiếp đảm đến cả thế giới là điều không thể tin được. Vì toàn bộ nơi đây bao quanh bởi những loài vua biển, thậm chí cho dù trốn thoát khỏi nhà ngục thành công cũng không thể tìm ra cách vượt khỏi vành đai tĩnh lặng. Kể từ sau cuộc đào tẩu quy mô lớn do anh lùn khởi xướng khiến chính quyền phải nhận thêm một cú tát giáng trời và niềm tự hào của chúng, đây có thể gọi là nỗi bất lực trong việc cố gắng để các thiên long nhân kiểm soát thế giới, cũng chính là chiến tích tạo nên danh tiếng của Luffy vượt qua cả các hiện tại đi trước. Một điều khẳng định rằng lối đi chưa từng ai dám bước, Luffy vẫn là người tiên phong dẫn dắt cả thế giới phải dõi theo bước chân của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, đừng quên đăng ký và like giúp mình có thêm động lực làm tiếp nhé. Còn bây giờ, tạm biệt.